Chào các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức Phan Thanh Bình thân thiết với vợ cũ cùng đưa con gái đi chơi. Hiện tại không sống chung cùng nhau, nhưng Phan Thanh Bình và Thảo Trang vẫn còn sự liên lạc, cùng quan tâm chăm sóc cho con gái. Sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ, Thảo Trang thuê nhà ra riêng ở và để cô con gái Cherry lại cho Phan Thanh Bình một mình chăm sóc. Thảo Trang chia sẻ, sở dĩ cô để con gái lại cho Phan Thanh Bình nuôi là bởi chồng cũ có nhiều thời gian, cũng như sẽ có điều kiện chăm sóc con gái tốt hơn. Thảo Trang mong muốn sẽ tập trung tạo dựng sự nghiệp trong showbiz và kiếm thật nhiều tiền để sau này bù đắp cho bé Cherry. Phải sống trong cảnh gà trống nuôi con, nhưng tiền đạo của đội tuyển quốc gia Việt Nam chưa bao giờ than phiền. Hiện tại, Phan Thanh Bình từ chối cơ hội công việc chọn làm huấn luyện viên của một đội bóng hạng nhì để có thời gian chăm sóc cho con gái. Bình và Trang lâu lâu vẫn gặp lại nhau, Trang vẫn về thăm bé, vẫn có thể đi uống cà phê cùng, đó là điều bình thường. Chúng tôi ly hôn thì vẫn xem nhau là bạn, sống với nhau bao lâu thì vẫn có thể gặp lại nhau, cùng đi ăn uống tất cả là vì con. Phan Thanh Bình và người mẫu Thảo Trang từng tạo nên hình ảnh cặp đôi vợ chồng đẹp nhất nhì giới cầu thủ và làng giải trí Việt. Họ kết hôn năm 2009, sau 5 năm yêu đương, nhưng vì những mâu thuẫn không thể giải quyết, cặp đôi này đã chính thức đường ai nấy đi vào cuối năm 2015. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!